Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh Thế Là Nè FQB. Thì hôm nay mình lâu lắm rồi mình mới làm một cái video trong trận chiến BVB. Thì đây là một trận chiến một cân bê theo đúng nghĩa đen của nó luôn. Đấy, tại vì sao mình nói là một cân bê thì bây giờ anh em cùng đến với cái video về trận chiến Cơm trắng BVB này. Trong cái trận chiến này thì mình nằm ở trên góc trên cùng, rất tiếc rằng là mình không nằm ở biển để có thể là giúp đỡ cho đồng đội của mình. Đồng đội mình thì cũng cố gắng ra biển, nhưng bạn màu tím này mình không biết vì lý do vì sao mà mất tới gần mình gần hết thời gian triển khai là gần 1 phút mà bạn ấy mới xây được cái xưởng xây dựng, không hiểu tại sao luôn. Vâng, như vậy là đầu trận chiến thì mình chỉ ăn được mấy hộp ở đây thôi, về một hộp ở đây thôi. Đồng minh của mình thì cũng lủng mắt hộp ở đây rồi, đáng lý là đồng minh của mình là chỉ ăn hộp trên biển thôi, nhưng mà do là đồng minh của mình ra biển quá trễ nên thành ra là không còn hộp trên biển nữa. Mình cũng ra quân để mình coi thử là có hộp trên bộ hay không, nhưng mà rất tiếc rằng là 2 hộp lớn đều nằm trên trên biển và 1 hộp nằm ở góc đồng minh của mình bên đây, một tí bên đây. Đồng minh của mình ra 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 quân rất là chậm luôn, mà đặc biệt là bạn màu tím này không biết là do mạng hay là do thao tác tay hay là do như thế nào đó, nhưng mà ra biển rất là chậm, ra quân rất là chậm. Thì lúc này mình bắt đầu ra lên HQB để xây thêm trung tâm cung cấp để có thể là tăng cái lượng tài nguyên của mình lên, đồng thời cho quân ở đây đứng ở đây để có thể là có hộp tài nguyên hay không. À, nên thấy lúc này là để màu vàng này là rất nhiều huy chương cho đây nha, đối thủ màu vàng là rất là nhiều huy chương luôn, nhưng mà đối xứng với đồng minh của mình thì có vẻ khả năng là yếu biển. Lúc này thì mình bắt đầu cho Vortex sản xuất ra để mà dò nhà, cũng đồng thời với đó thì lên hết V4. Này, lúc này thì mình bắt đầu cho Vortex đi dò nhà. Như vậy là đối phương màu đỏ này là người Việt Nam duy nhất bên phía đối thủ. Thì lúc này anh em có thể thấy đó. Thì lúc này đồng minh của mình còn đang xây dựng trung tâm cung cấp thêm, thì bên đây là họ đã lên hết QB xong hết rồi. Thì mình cũng cho Vortex coi trên xét trên biển thử là đối phương có bao nhiêu tàu. Thì mình có cảnh báo đồng minh của mình là anh chàng này chơi chim nên là cắm phòng không đi. Và như vậy là một phe combat đầu tiên giữa màu vàng, anh ta đã tấn công vào màu tím ngay từ lúc này. Thì mình có xây xưởng xây dựng ở đây để ra tàu, nhưng mà sau một hồi suy nghĩ thoáng qua thì mình bỏ cái định ra tàu, tại vì mình sợ tốn tài nguyên khi ra tàu mà bên đây họ công bộ thì rất là khó để mà thủ được, vừa cover cho đồng minh của mình mà cũng vừa là cover trên bộ, nên thành ra là mình bỏ cái ý định ra biển để mà hỗ trợ đồng minh, vì mình biết chắc rằng là đồng minh của mình không thể nào ngăn biển bằng bên đây được, nên mình mới tính ra biển để hỗ trợ. Nhưng mà sau 1 phút suy nghĩ thì mình đã thoáng bỏ đi cái ý suy nghĩ ra biển đó, mình tập trung sản xuất protect cũng như là ra dây rút cũng như là sail để mà phòng thủ. Lúc này thì đồng minh của mình đã nát gần hết công trình rồi. Bên đây thì đã cũng xây xét xẹt nhà vào trong đây rồi, mà bên đây thì họ đã có chim rồi, không biết đồng minh của mình tính làm kiểu gì. Đây, lúc này thì anh ta tấn công vào sân bay của đồng minh màu tím mình. Và như vậy là đồng minh của mình đã bị mất hết Vortex rồi. Vortex bay đi tìm tự do rồi, không còn muốn đậu trên sân nữa rồi.
chết với tết hết luôn. Giờ là một phe giành hòm giữa mình và cái đối phương màu đỏ này, cùng với sự hỗ trợ của đối thủ màu vàng này, thì mình cho Vertex ra để mà tấn công. Mình tấn công vào ly của đối phương để mất đi cái phòng không trên biển này đi, đồng thời thì tấn công cả nhím luôn. Lúc này đối phương bắt đầu mới rút về. Đồng minh của mình đây, nét nghe rồi, đến đây thì đang bị chuồn gì á, vẫn cố gắng xây lại chuẩn chuyên dụng. Lúc này thì mình đang cố gắng để mà rỉa bớt tàu đối phương đi. Lúc này mình đang cố gắng để mà sản xuất thêm Vertex để mà có thể cover cho đồng minh màu tím của mình, kể và cả xanh nữa, coi như trận này coi như là bảo kê luôn cả hai đồng minh của mình luôn. Đây mình cho Vertex bay xét lề vào trong mép bản đồ, thì từ đó mới leo Vertex ra để mà tấn công vào những con chuồn này. Anh em thấy đấy, Vertex của mình đây, cover cho đồng minh của mình đây. Đó, khi mà diệt hết bầy chuồn đó thì mình cho Vertex bay về. Thì lúc này bên phía màu vàng lại tấn công, dùng Mali tấn công vào quân bộ của mình, thì mình cho Vertex ra tấn công luôn. Nhưng mà rất tiếc là lúc này Vertex của mình là hết nhiên liệu rồi, nên mình cho quân bộ rút vào trong, đợi Vertex hồi nhiên liệu và có thể là dồn thêm Vertex nữa để tấn công một lượt. Lúc này thì bên phía màu vàng vẫn dùng Ali để áp sát biển, nhưng mà mình lại cho Vertex bay ra để mà triệt hạ hết cái bầy Ali này. Mình tiêu diệt từng con một nhằm có thể là giúp đồng minh của mình có thời gian để mà tái thiết, đồng thời với đó thì hỗ trợ đồng minh của mình ăn cái hộp lớn này, dùng Vertex để hỗ trợ đồng minh ăn mình cái hộp lớn này. Anh màu đỏ ở tuốt ở trên đây nhưng mà vẫn hem hố xuống dưới đây ăn hộp dưới đây luôn, rất là ra gì và này nọ luôn. Lúc này Vertex mình hết xăng rồi. Đây, cái màu xanh lé này, lúc này đưa chim bay vòng vòng ở đây. Như mình đã nói anh em rất nhiều lần là khi mà anh em xếp quân, tránh việc mà anh em xếp Torrent set như thế này và hở càng ra như thế này nha. Hở càng ra thì nó tất nhiên là giáp nó sẽ bị giảm. Lúc này mình dùng Vertex để tấn công luôn cái đám Ali còn lại. Lại hết xăng rồi, lại hết nhiên liệu. Và như vậy là mình đã cover cho đồng đội của mình thành công rồi nhé. Lúc này thì đối phương dùng cái bài là chơi full lính, kết hợp với nhím Jaguar và cái Ali của đối thủ màu vàng này nữa. Mình cho Vertex ra để triệt tiêu bầy Jaguar này, sau đó là tới mấy con nhím này và cái Ali nữa. Rồi lúc này thì Solaris của mình đã ra rồi. Nó mà lòi ra cái là nó mồm nó to giống như là cái loa vậy. Lúc này là một bầy chuồn của săn lé đã bắt đầu tiến qua rồi. Cái trận chiến này thì mình phải vừa lo thủ và vừa lo cover cho đồng minh của mình nữa. Mình chỉ cần đợi Solaris ra là mình tấn công lên nhà đỏ. Rồi lúc này Solaris của mình ra rồi này. Đây lúc này mình đưa Vortex xuống để cover cho màu tím này. Cái việc mà đối phương kéo chuồn như để tấn công mà không có nhím kèm theo thì cái việc sử dụng Vortex để triệt hạ chuồn rất là dễ dàng, không có cái gì khó khăn nữa.
tiêu diệt rất là nhanh. Đó, cái chim của đối phương nữa này, nó chết sạch luôn này. Lúc này thì bên phía màu đỏ và màu vàng đang để ủ mưu hạnh nhân, nhưng mà mình đã phát hiện ra rồi. Khi mà người ta tấn công không được thì người ta sẽ sử dụng tới hạt nhân, ủ mưu tấn công hạt nhân. Đây, chưa đủ tài nguyên để sản xuất. Rồi, như vậy là mình đã triệt hạ xong một nhà, và tiếp tục tới nhà thứ hai này, màu vàng này cũng đang ủ mưu hạt nhân, đang sản xuất luôn. À, rất đông chuồn để anh ta cover đây. À, hạt nhân đây đang sản xuất đây. Cái việc mà anh ta chả có phòng không ở nhà thì mình tiêu diệt hạt nhân rất là dễ dàng, không có gì khó khăn nữa. Về cái bầy chuồn này thì mình cũng dễ dàng mình tiêu diệt. Đồng minh của mình màu xanh và màu tím này thì chỉ việc ngồi nhìn thôi, còn lại để mình lo hết. À, như vậy là đã tiêu diệt xong gần như là một nửa quân đội của địch rồi. Mình sản xuất hạt nhân nhưng mà không đủ QS. QS tốn tới 40 QS cho nên mình không đủ QS. À, đồng minh của mình thì đây, xây nhà đây, cũng nát hết rồi. Còn bên đây mà nếu mà mình mà không cover thì chắc toang sớm rồi. Như vậy là trận chiến BVB đã kết thúc. Nếu anh em thấy hay thì nhớ để lại một đăng ký và một like để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người và chúc anh em vui vẻ.